Rồi xin kính chào cả nhà, em quay trở lại với kênh số bà đồng của em. Thì hôm nay em lên cái nhà là các mặt hàng đồ đồng xưa ha, đồ phong thủy, đồ sưu tầm. Thì hôm nay đặc biệt thì em lên cái nhà đây là một bộ tam phế vật lớn ha, và đặc biệt đây là một bộ tịch trúc hoa lâm. Thì sau đây em lên chi tiết và báo giá từng sản phẩm của cả nhà mình. Thì em về được mã số 1, em lên cái nhà đây là một bộ tượng chúa bên công giáo ha, chất liệu đồng cũ. Thì trọng lượng của bộ này em căng được là 4,4 kg. Và đây là chiều cao ha, đây là chiều cao của tượng chúa, vân tay là khoảng là 30 phân. Đây là tượng đức mẹ Maria là cũng là 30 phân ha. Và đặc biệt cây thánh giá thì khoảng là 30 phân. Và chiều ngang cái tượng chúa vân tay thì khoảng là 15 phân ha, chắc từ đồng cũ chơi ha cả nhà. Đây các những tượng cắt còn nguyên vẹn lành tích ha. Thì cái nhà sưu tầm mã số 1 nguyên trọn bộ nè, chọn bộ tượng chúa này ha là 4 triệu đồng, bao gồm là tượng chúa vân tay ha, tượng đức mẹ Maria và cây thánh giá. Đó là mã số 1 của ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 2 đây là một tượng bổn sư ngồi thiền. Thì trọng lượng cái tượng này là 5,9 kg, và chiều cao thì khoảng là 30 phân, và chiều ngang cái tượng này thì khoảng là 19 phân ha, chắc tượng đồng cũ. Thì cái nhà hữu duyên mã số 2 tượng bổn sư ngồi thiền là 2.200.000 ha, đó là cho mã số 2 của ngày hôm nay. Và mã số 3 đây là một tượng thần tiền. Tượng thần tiền này em cân nặng được là 2,2 kg, và chiều cao thì khoảng là 20 phân, và chiều ngang thì khoảng là 11 phân, chắc tiền lồng cũ ha. Thì cái nhà sưu tầm tượng thần tiền này để ngay cái bàn tài địa ha, rất là chiều tài hút lộc phong thủy ha. Thì mã số 3 giao lưu cái nhà tượng này là 1.300.000, 1.300.000 cho tượng thần tài, đó là mã số 3. Và mã số 4 hôm nay em lên cho nhà đây là một cái sông trầm đỉnh lăng. Cái sông trầm này trọng lượng thì khoảng là 800 g, và chiều cao thì khoảng là 17 phân, và chiều ngang thì khoảng là 15 phân ha. Đây đặc biệt trên đây là có một cái đỉnh lăng ha cả nhà, rất là đẹp ha. Thì cả nhà muốn sưu tầm cái này ha, về nhà làm một cái bát hương cũng rất là đẹp nha. Đây rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cái sông trầm ở số 4 giao lưu với cả nhà là 900.000 nha, 900.000 đo cho một cái sông trầm ở số 4. Và mã số 5 cũng là một cái sông trầm ha, nhưng mà cái sông trầm đỉnh hồ lô. Thì cái sông trầm này em cân nặng là khoảng là 1,2 kg, và chiều cao thì khoảng là 20 phân, và chiều ngang thì khoảng là 16 phân ha, chắc đều lòng cũ nha. Thì bên đây là có hai cái hồ lô hết cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Thì cái sông trầm bên trong rất là còn nguyên vẹn ha. Và đặc biệt thì những trên một cái sông trầm này cắn những cái hồ lô nhỏ nhìn rất là đẹp cả nhà, rất là sang trọng ha. Thì cái sông trầm mã số 5 giao lưu với cả nhà là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho mã số 5. Qua mã số 6 đây là một cái ấn rồng giả ngọc. Thì cái ấn này cân nặng là khoảng là 2 kg, và chiều cao thì khoảng là 20 phân, và chiều ngang thì khoảng là 9 phân, chất liệu đồng cũ ha. Thì cả nhà sưu tầm cái ấn rồng nhẫn ngọc mã số 6 là 1.400.000, 1.400.000 ha. Đặc biệt cái ấn dưới rất là còn nguyên vẹn nha, đó là mã số 6. Qua mã số 7 em lên cái nhà đây là một cái ấm trà xưa ha. Cái ấm trà này nặng khoảng là 1,4 kg, và chiều cao đo lên tới trên quai luôn là khoảng là 25 phân, và chiều ngang giữa cái ấm luôn thì khoảng là 23 phân ha. Đây là một cái ấm chất liệu đồng cũ ha cả nhà, rất là nguyên vẹn ha. Cái ấm này nếu mà thể tích thì cũng tương đương cũng là khoảng 1 lít nước ha, rất là lành tích nha. Thì bên đây nè, bên đây là có tích là quang vũ ha, quang vũ đánh chặn nha cả nhà, rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cả nhà sưu tầm cái ấm mã số 4 là 1.400.000, 1.400.000 cho cái ấm mã số 7 nha. Mã số 8 đây là một cái cây tiền sông cốc. Cây tiền sông cốc này nặng là 3,6 kg, và chiều cao thì khoảng là 25 phân, và chiều ngang thì khoảng là 18 phân, chắc đều đồng cũ ha. Thì cây tiền sông cốc này em giao lưu với cái nhà là 1.800.000, 1.800.000 cho một cái cây tiền sông cốc ha, đó là mã số 8. Qua mã số 9 đây là một con ngựa ha, một con ngựa đang chạy trên một tảng đá. Thì con ngựa này rất là nặng ha, trọng lượng là khoảng là 5,2 kg, và chiều cao thì khoảng là 31 phân, và chiều ngang của con ngựa thì khoảng là 23, và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 13 phân, chắc từ đồng cũ ha. Đang con ngựa đang chạy về phía trước ha, rất là nguyên vẹn. Gửi cái nhà sưu tầm con ngựa này để bàn làm việc thì bao cái nhà rất là sang trọng nha. Thì mã số 9 giao lưu với cả nhà con ngựa này là 2.500.000, 2.500.000 cho con ngựa đồng mã số 9. Và mã số 10 đây là một cái tượng bát mã ha, bát mã đang chạy trên một cái dạng lý tường thành. Thì cái trọng lượng của tượng này là khoảng là 4,3 kg, và chiều cao thì khoảng là 20 phân, và chiều ngang của tượng này thì khoảng là 30, chắc đều đồng cũ ha. Gồm có 8 con mã ở đây đang chạy được một cái dạng lý tường thành, rất nguyên vẹn ha. Và mặt sau là một cái cây quạt nha. Thì cái nhà sưu tầm mã số 10 là 2 triệu đồng nha, 2 triệu đồng cho cái tượng bắt mã, đó là mã số 10. Và tiếp theo là mã số 11. Hôm nay em lên cái nhà đây là một cái tượng ngũ long chanh châu. Thì cái tượng ngũ long chanh châu này nặng là khoảng là 4,9 kg ha, và chiều cao khoảng là 29 phân, và chiều ngang giữa tượng này thì khoảng là 20 phân ha. Đặc biệt đây là một năm con rồng ha cả nhà,
năm con rồng đều quấn trên một cái đỉnh ha, đặc biệt đỉnh trên là một cái viên ngọc pha lê gợi ha. Cái viên này rất là đẹp đó cả nhà. Là cái viên này không là để đáng giá nó sưu tầm này ha. Thì mã số 11 tượng ngũ long tranh châu này vô lâu cái nhà là 4.300.000 cho cái tượng đó, là mã số 11. Qua mã số 12. Mã số 12 hôm nay bên nhà đây là một cái tượng đại bàng hòa bình. Tượng đại bàng hòa bình này cân nặng thì khoảng là 8.3 kg. Và chiều cao tượng này thì khoảng là 50 phân. Và chiều ngang giữa hai cái cánh với nhau cũng là 50 ha. Và mặt trăng đế và quả cầu thì khoảng là 15 phân. Đây là một tượng đại bàng khổng lồ ha. Thì cả nhà sưu tầm mã số 12 tượng đại bàng khổng lồ này là 4.500.000. 4.500.000 ha. Mặt sau rất là chi tiết luôn nha nhà, không lỗi gì hết nha. Đó là mã số 12, 4.500.000 cho đại bàng khổng lồ. Qua mã số 13. Mã số 13 hôm nay đây là một cái tượng Phật Văn Phước ha. Tượng Phật Văn Phước này nặng là 6.8 kg. Mã số 13, tượng Phật Văn Phước nặng là 6.8 kg nha. Và chiều cao tổng thể của tượng Phật này thì khoảng là 70 phân ha. Tượng này rất là lớn ha cả nhà. Và chiều ngang chỗ mà tọa sen thì khoảng là 15 phân. Chắc là một đồng cũ ha. Thì cả nhà hữu duyên tượng Phật Văn Phước mã số 13 là 3.500.000. 3.500.000 cho tượng Phật Văn Phước mã số 13 ha. Đó là tác phẩm mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 không thể bỏ qua ha. Đây là một bộ tam thiên Phật. Và bộ tam thiên Phật mã số 14 gồm có tượng A Di Đà, tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng tượng Đại Thế Chí ha. Thì trọng lượng có ba tượng này hồi nãy em căn trước cho cả nhà mình là 43 kg. 43 kg cho ba tượng ha. Và tổng thể của ba tượng đo được chiều cao là khoảng là 47 phân. Thì mỗi tượng kích cỡ chiều cao đều như nhau ha. 47 phân và tượng Quan Âm Bồ Tát cũng là 47 phân. Và chiều cao, và chiều cao của mỗi tượng thì khoảng là 26 phân ha. Và kích cỡ cũng như nhau, mỗi tượng đều 26 phân. Thì qua chiều sâu, qua chiều sâu của tượng này thì khoảng là 22 phân ha. Thì kích cỡ đều bằng nhau. Đây là tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ha. Đây quay mặt sau cả nhà mình xem ha. Và đây là tượng A Di Đà. Thì cả nhà hữu duyên mã số 14, bộ bộ tam thánh này là 18 triệu đồng. 18 triệu đồng cho bộ tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ha. Tượng A Di Đà và tượng Quan Âm Bồ Tát, đó là mã số 14. Và tiếp theo là một cái siêu phẩm nha. Một cái siêu phẩm, đây là mã số 15. Một cái siêu phẩm mã số 15 ha. Đây là một cái đỉnh trúc quá long. Một cái bộ lư trúc quá long ha. Bộ lư này rất là hiếm gặp ha cả nhà. Bộ lư này thì em căng trước cho cả nhà mình là bộ này là 15.5 kg. Và cái đỉnh trúc em đo được cho cả nhà mình là khoảng là 50 phân ha. 50 phân. Và cặp chân đèn chỗ mà bên đây là khoảng là 50 phân. Và chiều ngang trên chỗ bánh xe đèn thì khoảng là 15 phân ha, rất là lớn ha cả nhà. Và đặc biệt thì chỗ mà phần thân của bộ lư thì khoảng là 25 phân ha, chắc là đồng cũ ha. Thì lâu lâu em mới sưu tầm được một bộ độc đáo gì ha. Đây, nguyên một cái bộ trúc quả long ha cả nhà. Rất là chi tiết, rất là lành lặn ha. Thì cả nhà sưu tầm bộ trúc quả long mã số 15 là 14 triệu đồng. 14 triệu đồng ha. Đặc biệt đây là một cái con rồng có một viên ngọc luôn cả nhà. Đó là mã số 15. Thì tác phẩm mã số 15 cũng là tác phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm kênh cái thời gian qua. Và mến chào cả nhà.